Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài phần mềm Unicay Đây là phần mềm gọi tiếng Việt trên máy tính Nếu mà các bạn chúng ta muốn gọi tiếng Việt á Thì bắt buộc các bạn chúng ta phải cài phần mềm thôi Còn nếu mà các bạn chúng ta không cài phần mềm á Thì bạn không thể nào gọi tiếng Việt được Hiện nay có rất là nhiều phần mềm gọi tiếng Việt Tuy nhiên á, phần mềm Unicay là phần mềm phổ biến và được nhiều người sử dụng nhất Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài phần mềm Unicay Đầu tiên á, là các bạn chúng ta sẽ bật trình duyệt lên sau đó các bạn chúng ta sẽ truy cập vào web có địa chỉ là google.com.vn Rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ nhập từ khóa là Unicay Đó các bạn nhập là Unicay Lúc này á, Google sẽ trả về kết quả Thì ở đây có hai địa chỉ là Unicay.org và Unicay.vn Thì các bạn chúng ta nên vào là Unicay.org nha đây là trang chính chủ của tác giả là Phạm Kim Long Bởi vì đây là tác giả viết ra cái phần mềm gọi tiếng Việt này Còn đối với trang unica vn á Đây là trang lậu thôi Nếu mà các bạn chúng ta vào trang này á Thì khi cài phần mềm á Có thể là bị nhiễm virus nha Tốt nhất là chúng ta nên vào trang chính chủ là unica org Rồi các bạn bấm vào rồi tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là download này sau đó các bạn chúng ta sẽ kéo xuống Ở đây nó có hai phiên bản Phiên bản là 64 bit Và phiên bản là 32 bit Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách kiểm tra máy tính của bạn Đang sử dụng Windows là 64 bit hoặc là 32 x Thì ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào Zip PC này Hoặc là bấm vào My Computer nha Ở đây tôi sẽ bấm phải chuột vào Zip PC Tiếp theo tôi chọn vào Property này thì ở đây các bạn chúng ta để ý ở dòng là System Type Ở đây tôi đang sử dụng Win10 là 64 bit Đó các bạn nhớ nha Để ý ở dòng là System Type Win nào nó cũng có dòng là System Type Để cho các bạn biết là Win của bạn đang dùng là bản bao nhiêu bit Ở đây tôi đang sử dụng là bản 64 bit Bây giờ tôi sẽ quay về tình duyệt Ở đây tôi sẽ tiến hành là Đào bản 64 bit còn nếu mà máy tính của bạn á là bản 32 bit thì các bạn chọn là bảng 32 bit nhé. Ở đây tôi sẽ chọn vào bảng là 64 bit, tôi bấm vào. Thì ở đây chúng ta sẽ đợi khoảng 5 giây để cho phần mềm nó load. Đó, bây giờ đã load xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chọn nơi lưu phần mềm. Ở đây tôi sẽ chọn lưu ở mục download này. Chọn sale. Đó, phần mềm sẽ được lưu về, nó nằm ở góc dưới bên trái này, Bây giờ tôi sẽ tiến hành là mở phần mềm Mở này bấm phải chuột vào nó Hiển thị trong thư mục Rồi tiếp theo tôi sẽ tiến hành là giải nén cái phần mềm này Chọn vào nó này bấm phải chuột Sau đó chọn vào Adjust File Bấm OK Bây giờ tôi sẽ chọn vào thư mục đã giải nén Ở đây á nó có hai mục Thì các bạn chúng ta chỉ quan tâm tới mục là Unicay NT mà thôi Bây giờ tôi sẽ tiến hành là bấm vào Unicai NT để tiến hành là cài. Đó, bây giờ tôi đã cài thành công. Sau khi tôi đã cài rồi á. Ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm vào một mở rộng này. Sau đó các bạn chúng ta để ở một hệ thống này. Các bạn chúng ta nhớ tích vào hai tùy chọn này cho tôi nha. Tùy chọn đầu tiên là bật hội thoại này khi khởi động. Thứ hai là khởi động cùng Windows. Đối với tùy chọn Thứ hai này, khởi động của Windows. Khi các bạn tích vào cái mục này á thì phần mềm Unicay nó đồng thời khởi động cùng với Windows luôn. Tức là khi Windows khởi động thì phần mềm nó cũng khởi động theo luôn. Còn tùy chọn thứ nhất này bật hội thoại này khi khởi động. Tức là khi Windows nó khởi động xong á thì nó sẽ xuất hiện hội thoại là phần mềm Unicay thế này. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm đóng á. Tức là các bạn chúng ta đã kích hoạt được phần mềm Unicay. Lúc này các bạn có thể gõ được tiếng Việt luôn. Còn nếu mà các bạn chúng ta không tích vào hai tùy chọn này á Thì lúc này phần mềm Unicay á Nó không khởi động cùng Windows Và nó cũng không có xuất hiện hội thoại này Nếu mà các bạn chúng ta muốn gõ tiếng Việt á Thì các bạn chúng ta phải là bấm đúp vào phần mềm Unicay Thì lúc đó các bạn chúng ta mới gõ được tiếng Việt Như vậy là rất là bất tiện Bởi vì đây là phần mềm chúng ta thường xuyên sử dụng mà Nên khi nào chúng ta còn phải tích vào hai tùy chọn này để cho nó khởi động cùng Windows thì khi đó chúng ta sẽ tiện trong việc gõ tiếng Việt không. Lưu ý nha, tích vào hai tùy chọn này. Rồi sau khi nó hiển thị cái hội thoại này á, bây giờ các bạn chúng ta sẽ bấm đóng này. Bây giờ tôi sẽ bật quật lên, tôi sẽ gõ tiếng Việt. Tôi gõ là xin chào các bạn đó, thấy không? Và lưu ý nha, để gõ tiếng Việt á thì ở đây các bạn nhớ chọn màn mã là Unicode Còn kiểu gõ là kiểu Telet Bấm đóng này Và để ý ở biểu tượng Unicode trong thanh Tech bar á Nó phải có biểu tượng là chữ V thế này Còn nếu mà chữ E thế này này Thì bạn không thể nào gõ tiếng Việt nha Bởi vì chúng ta đã tắt tính năng gõ tiếng Việt đi rồi Bây giờ tôi sẽ gõ này xin chào này Đó không được Thì các bạn chúng ta nhớ nha Phải là bật thành chữ V thế này Thì chúng ta mới gõ được tiếng Việt Xin chào Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng tổ phím tắt Để bật phần mềm Unicay này Bây giờ tôi sẽ sử dụng phím là Ctrl Shift này Thì nó sẽ tắt Tôi bấm Ctrl Shift một lần nữa này Thì nó sẽ sẽ mở Đó, đó là phím tắt để bật tắt Gõ tiếng Việt Như vậy là trong video này Tôi đã hướng dẫn cho bạn cách cài phần mềm Gõ tiếng Việt Unicay trên máy tính Nếu thấy video hay, hữu ích đó, Thì các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi